Ăn cơm với Út Phượng nè, cá kho, thịt kho, canh chua, cá chiên sả. Đến 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 đến. Có trời vô tràn trề. Trang được không? Được, con Trang cho. Rồi mấy người chán con Trang cho. Rồi. Tôi chán rồi. Ngon quá. Ngon quá ơi. Quá ngon, quá ngon. Ăn cơm mà với Út Phượng cả nhà ơi. Má ơi, gì? Sao con thương má dữ vậy? Hả? Má là cục vàng cưng của con. Má là người con cưng nhất trên đời này luôn. Chùa quá ngon không? Chùa quá ngon lắm mà. Nước anh chùa quá ngon. Má ăn ngon con mừng quá à. Nhìn thấy má ăn ngon con mừng lắm. Má ăn cá hả má? Má ăn cái chiên má ơi. Ngon quá. Cá kho còn trong này bể bể ha. Ngon quá ngon. Quá ngon lắm mà. Quá ngon. Ngon nhất là con chua em ha. Con chua này ngon quá. Được rồi, đừng có gấp nữa. Con gấp mắt nó ăn đi. Thôi. Con thương mà. Khỏi không? Không cho thương cũng thương nữa. Bây giờ lỡ thương là biết làm sao giờ. Má ăn cái ruột nha. Nè. Không. Má không ăn còn ăn nha. Ngon quá. Gạo này có cát lắm á. Ngon quá. Quá ngon. Má. Ông đừng có gấp nữa. Dạ con biết rồi. Con gấp cá cho má ăn con hạnh phúc á. Má con thương má quá trời luôn á, thương không nổi. Má biết con cười gì không? Không. Cơm con ăn nhầm còn sống nữa ơi. Hả? Còn sống cơm. Vẫn sống bên gì đó. Còn bên này. Cơm sống cơm thảo ấy má. Cơm ngò, cơm khô, cơm thảo, cơm sống cơm thảo, cơm nhão cơm hạt điện. Mình ăn trúng cơm sống này nó hên lắm á ha. Theo kỳ nấu bên chính nên sống ở trời. Má ăn ngay bên chính hả? Ừ, đâu có sống gì đâu. Vậy là con ăn ở dưới nồi á, má ăn cơm mặt nó trứng, con ăn ở dưới nồi sống. Bới cơm mặt cho má. Trên mặt nó chín ở dưới nồi sống à. Không phải sống đâu mà nó còn kiểu như là nó sực sực hột gạo quá má ha, nó chưa nở ra chứ vai không chín ha. Ngon quá. Má hết trứng chưa được con bế ra. Nghỉ rồi. Sao ăn hết vậy? Mệt. Ăn ra ngon mà. Mệt hả? Ừ. Chúc và bển dân hương xin mẹ Quan Âm độ cho má hết bệnh ha. Thắp nhang mẹ xin cho má là má hết bệnh à. Mẹ Quan Âm thương con lắm. Má nghĩ con cũng nghĩ luôn má ơi. Má ăn thêm miếng nữa đi má. Vậy má ăn canh đi. Hai mẹ con mình ăn canh cho hết đi ha. Hai mẹ con mình ăn tô canh cho hết đi. Cá nè, tôi chén vô. Tôi chén vô. Ừ. Nè. Không. Má nghĩ con cũng nghĩ luôn. Tự nhiên ăn đang ngon má nghĩ con nghĩ luôn, con hết ăn nổi luôn. Đâu nghĩ mẹ ăn hả ăn. Thôi có hai mẹ con. Đâu nghĩ không còn ngồi đây vậy. Thôi. Ăn miếng canh con nghĩ à. Ăn có hai mẹ con tự nhiên má nghĩ rồi con ăn với ai. Tự nhiên má nghĩ rồi con ăn với ai khi có hai mẹ con ngồi bên cạnh. Nhìn thấy má ăn mà con rất vui lòng. Má có biết không, con thương má nhất trên đời. Con không biết sao mà lòng con ngày nào cũng thương má. Ngủ dậy rồi đi kiếm má mà thôi. Má đi đâu thì con rất buồn má ơi. Đời con bây giờ chỉ còn có má. Nếu một má